Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn đón xem bản tin Heritage Space số 44 của Ban Quản lý Tòa nhà Dolphin Plaza. Trở lại với bản tin Heritage Space, Ban Quản lý Tòa nhà PMC xin được gửi đến quý vị và các bạn chuỗi sự kiện đặc biệt đã được quý vị và các bạn đón nhận trong thời gian qua. Mở đầu là đêm nhạc Mai Khôi. Ngày 23 tháng 4, Mai Khôi đã có một đêm nhạc ấn tượng tại không gian văn hóa Heritage Space Tòa nhà Dolphin Plaza. Với 13 ca khúc mới nhất, cùng tay guitar gạo cội Linh Nguyễn, Mai Khôi đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các bạn yêu nhạc. Chỉ cần một cây đàn guitar là đã đủ để mang lại một không khí âm nhạc đầy hưng phấn và đam mê, một đêm nhạc với những khát khao tự do yêu đương và sáng tạo không giới hạn, hoài niệm về một thế giới xưa cũ. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chuỗi sự kiện tháng 5, Heritage Space hân hạnh được đồng hành cùng triển lãm kiến trúc hiện đại Việt Nam ASEAN, mở cửa thư viện kiến trúc, lịch chiếu phim và tọa đàm di sản kiến trúc. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm đón xem. Mở đầu cho chuỗi sự kiện tháng 5 tháng kiến trúc, Heritage Space đã đồng hành cùng triển lãm kiến trúc hiện đại Việt Nam và ASEAN đã được khai mạc vào lúc 18 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2016. Chuỗi hoạt động tháng kiến trúc với chủ đề kiến trúc hiện đại do nhiều đơn vị phối hợp tổ chức. Tại Heritage Space đã không còn chỗ trống khi những người yêu kiến trúc đã ở lại cùng xem những thước phim mang tựa đề Hiện đại hoàn toàn hiện đại và cùng thảo luận về kiến trúc hiện đại. Tiếp ngày sau đó, OUI đã khai mạc triển lãm những công trình hiện đại chọn lọc của các nước ASEAN bao gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Miến Điện, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 28 tháng 5 năm 2016. Heritage Space xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và đến tham gia chuỗi sự kiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem bản tin tuần này của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tại bản tin tiếp theo.